Lễ hội BTS 2023, BTS Festa đánh dấu tròn 10 năm ra mắt nhóm nhạc K-pop đình đám, đoàn thiếu niên chống đạn BTS do công ty quản lý Big Hit Music phối hợp với chính quyền thành phố Seoul tổ chức đã kết thúc. Sự kiện chính được diễn ra vào cuối tuần trước tại khu vực Yoido của thủ đô Seoul. RM, thủ lĩnh của BTS, đã xuất hiện tại công viên sông Hàn, hóa thân thành người dẫn dắt sự kiện, chào đón đông đảo người hâm mộ, không chỉ tại Hàn Quốc mà còn ở khắp nơi trên toàn thế giới tìm đến Seoul. Ban tổ chức và cảnh sát ước tính có khoảng 400.000 người đổ dồn về khu vực Yoido và lân cận, trong đó có khoảng 120.000 người nước ngoài. Do đây là một lễ hội quy mô lớn, nên dọc hai bờ sông Hàn đầy áp các sự kiện lớn nhỏ kỷ niệm 10 năm sinh nhật của BTS. Ngoài ra, vào buổi tối còn diễn ra màn bắn pháo hoa kéo dài 30 phút. Cư dân mạng đánh giá một điều còn tỏa sáng hơn cả màn bắn pháo hoa hôm đó chính là sự trưởng thành, văn minh của văn hóa người hâm mộ trên mạng xã hội và các cộng đồng trực tuyến đăng tải hình ảnh người hâm mộ dọn dẹp khu vực sự kiện sau khi lễ hội kết thúc cùng những dòng cảm nhận nhiều người dân đã thu gom rác từ một chỗ hoặc ai nấy tự mang rác về đặc biệt cộng đồng người hâm mộ bts army còn ở lại giúp đỡ công tác dọn dẹp cho tới tới muộn